Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, người xưa có câu cờ bạc là bác thằng bần. Vì muốn có tiền đánh bạc và chi trả nợ nần mà các đối tượng sau đây đã ra tay sát hại dã man các nạn nhân. Chi tiết vụ án như thế nào? Mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngay sau đây. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2012, trời giáp Tết nên lạnh cắt da cắt thịt. Phía quán cà phê của bà Trần Thị L, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình hôm nay bỗng đóng cửa sớm, bên trong điện tối om. Cô con gái chủ quán sang thăm mẹ. Khi cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sờ. Bà L nằm dưới đất, dường như đã tắt thở, xung quanh loang lổ máu. Tại hiện trường, công an tỉnh Hòa Bình xác định bà L đã tử vong được nhiều giờ đồng hồ. Bên trong quán cà phê cũng là nơi có dấu hiệu cậy phá lục lọi. Nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể được gây ra bởi vật sắc nhọn. Ngoài các dấu hiệu đồ đạc lộn xộn, cơ quan công an không tìm thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào khác. Thông tin gia đình cung cấp, bà L thường xuyên sử dụng một điện thoại di động, một xe máy hiệu Yamaha. Tại thời điểm phát hiện thi thể bà L, những tài sản này đã không còn. Ngoài ra, một số đồ trang sức trên người nạn nhân cũng biến mất. Những dữ liệu này được các điều tra viên công an Hòa Bình đến nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Vụ án xảy ra ngày sát Tết Nguyên đán đã khiến dư luận người dân cảm thấy bất an. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy, sau khi sát hại bà L, hung thủ đã rất khéo léo xóa đi những bằng chứng sinh học. Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng việc bà L chết trong quán cà phê của mình chứng tỏ hung thủ phải là người có quan hệ với nạn nhân, thậm chí thông thạo địa hình của quán. Khi tìm hiểu sâu về nạn nhân, các trinh sát được biết bà L bán quán cà phê lâu năm. Hàng ngày có rất nhiều khách khứa qua lại. Chính vì thế, bà L có nhiều mối quan hệ bạn bè khá phức tạp. Vào thời điểm này, công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành rà soát hàng loạt các đối tượng nghi vấn có quan hệ hoặc thường lui tới quán cà phê của bà L. Những người thân cũng được sàng lọc, thế nhưng không thu được kết quả. Về tìm kiếm số tài sản được cho là bị mất sau khi bà L tử vong cũng đi vào ngõ cụt. Các điều tra viên sau khi khoanh vùng đã tập trung vào nhóm người thường xuyên lui tới quán cà phê của nạn nhân, đặc biệt những đối tượng có mối quan hệ thân thiết với chủ quán. Trong số các đối tượng được lưu tâm, các trinh sát thấy nổi lên Bùi Trung Kiên, sinh năm 1982, trú tại Hòa Bình. Kiên là nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Thời gian gần đây, đối tượng có biểu hiện dính vào cờ bạc, nợ nần, thường xuyên cầm cố xe máy. Khi xác minh về Kiên, ban chuyên án được biết tên này thường xuyên lui tới quán cà phê của bà L và có mối quan hệ thân thiết. Lúc các trinh sát tìm đến nơi ở và cơ quan, Kiên đã bỏ đi đâu không rõ. Cũng trong lúc này, tổ rà soát tìm thấy chiếc xe máy đã nhận được thông tin sau khi vụ án xảy ra. Kiên có đem chiếc xe máy giống tang vật vụ án đi cầm cố. Do không có giấy tờ nên chủ cửa hàng từ chối. Các trinh sát cũng tìm thấy chiếc xe của bà L được để ở bãi gửi xe của bệnh viện này. Nhân chứng cho hay Kiên chính là người đem xe tới gửi. Những bằng chứng ấy đã một lần nữa củng cố suy luận Kiên chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Các trinh sát đã tỏa đi khắp nơi, rà soát tất cả các mối quan hệ của Kiên với mong muốn tìm ra nơi hắn lẩn trốn. Một trong những thông tin đáng chú ý là Kiên đã bỏ vào miền Nam. Một tổ công tác được cử đi Bình Dương, nơi có nhiều người từ miền Bắc vào sinh sống làm ăn. Tuy nhiên, đây là một khó khăn rất lớn. Tại Bình Dương có rất nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân lên tới hàng trăm nghìn người. Để rà soát, chắc chắn sẽ mất tới cả tháng trời. Lúc này, tổ công tác tại Hòa Bình tiếp tục vận động gia đình Kiên cung cấp thêm thông tin. Cuối cùng, gia đình đối tượng đã cho biết, lần cuối tên này gọi về nói đang ở với người em họ tại Bến Cát. Chỉ ít lâu sau đó, tổ công tác công an tỉnh Hòa Bình đã tìm ra ngôi nhà trên, nhưng Kiên lại vắng mặt. Người em họ sau khi nghe chuyện đã nộp cho công an nhiều tài sản Kiên gửi, trong đó có giấy tờ xe máy mang tên nạn nhân L. Người này cũng cho biết Kiên đang đi xem đánh cờ tướng ở gần đó. Sau khi xác định đúng Kiên, các trinh sát đã ập vào bắt giữ thành công và di lý đối tượng về Hòa Bình. Tại cơ quan công an, Kiên khai do nợ nần cờ bạc, gã nhiều lần cầm cố xe máy của mình và người thân để lấy tiền. Giáp Tết, người thân đòi xe, Kiên không có tiền nên nảy sinh ý định đi cướp. Do quen thân với bà L, thường lui tới quán cà phê này nên Kiên đã chọn đó làm mục tiêu. Ngày 16 tháng 1, Kiên đến quán cà phê và đứng ngoài quan sát. Khi thấy quán vắng người, hắn đi vào, vì thân tình nên bà L không để ý. Lợi dụng lúc chủ quán mất cảnh giác, Kiên lấy con dao từ trong bếp quán rồi quay ra đâm vào cổ nạn nhân. Bà L vùng vẫy, bỏ chạy kêu cứu nhưng bị Kiên kéo lại và đâm thêm nhiều nhát nữa. Bà L tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Kiên lấy đi xe máy, điện thoại và đồ trang sức của nạn nhân rồi tẩu thoát. Chiếc xe Kiên đem đến cửa hàng để cầm cố nhưng không được vì thiếu giấy tờ. Sợ sự việc bị bại lộ, Kiên quyết định bắt xe vào miền Nam.
Trên đường đi, gã đã vứt con dao và một số tang vật khác ở nhiều địa điểm khác nhau. Chỉ vì đam mê cờ bạc, Kiên đã mất hết tính người, tước đi mạng sống của người vô tội. Với tội ác này, Kiên đã phải nhận mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Do đánh bạc qua mạng thua và nợ nần, nên Đồng Xuân Quỳnh đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi cướp, kẻ này còn phóng hỏa đốt nhà nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Ngày 19 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Đồng Xuân Quỳnh, 34 tuổi, ngụ tại tỉnh Thái Nguyên, tội giết người và cướp tài sản. Theo kết luận điều tra bổ sung, Quỳnh làm nghề giám sát thi công cho công ty nội thất. Quỳnh tham gia đánh bạc qua mạng internet dẫn đến nợ nần số tiền 90 triệu đồng. Sau đó, Quỳnh vay nợ 50 triệu đồng, lãi suất 50.000 đồng một ngày. Cuối tháng 7 năm 2020 đến giữa tháng 8 năm 2020, Quỳnh được phân công giám sát thi công nội thất cho gia đình bà NTN tại căn nhà ở hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc, Quỳnh nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt của gia đình, đồng thời biết bà N vừa bán căn nhà khoảng 12 tỷ đồng để mua lại căn nhà mới khoảng 8,5 tỷ đồng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 10 năm 2020, Quỳnh bấm chuông nhà bà N nói đến sửa chữa đồng hồ trang trí nội thất trước đó nên bà mở cửa. Sau khi đi vào, Quỳnh giả vờ kiểm tra sửa chữa nội thất và trò chuyện với bà N. Khi biết bà đang ở nhà một mình, Quỳnh bắt đầu ra tay. Khi bà N nói lên lầu 2 có việc, Quỳnh đi theo rồi lấy một sợi dây điện đã chuẩn bị sẵn trước đó, siết cổ cho đến khi bà nằm bất động. Sau đó, Quỳnh lục lọi lấy đồng hồ, nữ trang, vàng, tiền ngoại tệ, laptop cho vào ba lô. Sau khi cướp tài sản, Quỳnh tiếp tục cầm dao đâm vào cổ bà N để chắc chắn bà chết. Tiếp đến, Quỳnh gom quần áo, các miếng xốp giải đều 4 phòng ngủ trong nhà rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng công an. Khi đám cháy bùng phát, Quỳnh lấy thêm xe máy hiệu Attila chạy ra ngoài, khóa cửa nhà rồi tẩu thoát. Một lát sau, Quỳnh lái xe máy đến một địa điểm vắng người trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, bỏ xe đi bộ về phòng trọ tại đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp thay đồ. Chiều cùng ngày, Quỳnh đem số ngoại tệ ra một tiệm vàng ở quận Gò Vấp, đổi bán được 52 triệu đồng. Quỳnh hẹn gặp bạn gái để đưa khoảng 100 triệu đồng nhờ trả nợ giúp. Sau đó, Quỳnh và bạn gái đi ăn tối rồi về phòng trọ. Chiều tối ngày 28 tháng 9 năm 2020, công an đã bắt giữ Đồng Xuân Quỳnh khi Quỳnh đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp. Tại cơ quan điều tra, Quỳnh đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản, phóng hỏa đốt nhà. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.